Sau 5 năm kể từ thành công của phần 1, dự án ngôn tình chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đang sắp sửa có phần 2 khiến ai nấy hoang mang. Dương Dương được cho là sẽ trở lại với vai nam thần Tiêu Nại, thế nhưng nữ chính chắc chắn không còn là Trịnh Sản. Vì gặp scandal chấn động vào đầu năm 2021 mà Trịnh Sản không còn có thể làm nghề, các dự án phim tồn kho của nữ diễn viên còn chưa tìm được đường lên sóng, nói gì đến việc tham gia đoàn phim mới. Vì lẽ đó, nhiều thông tin cho biết Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 sẽ mời một nữ diễn viên khác. Cái tên đang được nhắm đến lần này là Triệu Lệ Dĩnh. Thông tin trên ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Có thể nói, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể thành công nhất. Phim đã mang đến nhiều kỷ lục ấn tượng cũng như nâng cao danh tiếng cho hai ngôi sao chính, Dương Dương và Trịnh Sản. Nếu Triệu Lệ Dĩnh tham gia Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 thì có lẽ sẽ lập kỷ lục giống Dương Dương, diễn viên có hai lần đóng phim thuộc vũ trụ cố mạng. Về phía Dương Dương, tin tức nam diễn viên trở lại với vai Tiêu Nại đã có từ cuối năm qua, song nữ chính lại từng được đồn đoán là Trương Tuyết Nhân. Đây được cho là hai nữ chính có sự xứng đôi vừa lứa với Dương Dương. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả đối với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên 2 lại không hề tích cực. Bởi lẽ, phần 1 đã kết thúc với một đám cưới đúng như nguyên tác của cố mạng, đồng nghĩa với việc phần 2 sẽ có kịch bản gốc 100% với bối cảnh sau khi Tiêu Nại và Bối Vi Vi về chung một nhà. Một số ý kiến không đồng tình vì cặp đôi đã có cái kết đẹp, ekip không cần bôi thêm để sản xuất phần 2. Vả lại, dàn cast gồm Dương Dương, Trương Bân Bân, Trịnh Nghiệp Thành, Mao Hiểu Đồng sẽ rất khó tái hợp vì tất cả đều đang là show hot ở hiện tại. Chính vì vậy, đây chắc chắn sẽ là phiên bản Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ép nòng hoàn toàn mới, khó tạo nên cảm giác hoài niệm, gần gũi. Và việc đáng kỳ vọng nhất chính là sẽ xuất hiện thêm một nhân vật, đó là tình địch của đại thần Tiêu Nại. Mặc dù tới phần 2 thì Tiêu Nại và Bối Vi Vi đều đã kết hôn, nhưng vẫn còn thêm tình địch mới để ngăn cách tình yêu của cả hai. Hiện cũng đang rục rịch đồn đoán, tình địch của Tiêu Nại sẽ do Bạch Kính Đình thủ vai, và nếu thật sự là một lần nữa, Bạch Kính Đình và Dương Dương là tình địch của nhau sau bộ phim Thiếu Nữ Toàn Phong. Về phần Trương Tuyết Nhân, trong thời gian qua, nàng Quách Tương là một trong những nghệ sĩ được chú ý đến nhiều nhất khi cô nàng đã có những chia sẻ xung quanh về sự nghiệp và lên tiếng về những tranh cãi xung quanh vai diễn Dung Nhạc trong Bạch Phát Vương Phi. Năm 2003, Trương Tuyết Nhân đóng bộ phim đầu tiên trong phim Vĩnh Lạc Anh Hùng Nhi Nữ. Năm 2009, cô tham gia đóng phim cổ trang cung đấu Mỹ Nhân Tâm Kế. Năm 2013, Trương Tuyết Nhân đảm nhận vai Quách Tương trong phim Võ Hiệp Kim Dung Thần Điều Đại Hiệp và dần dần gây được sự chú ý. Nhưng mãi đến năm 2019, tên tuổi của cô nàng mới được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn Dung Nhạc trong Bạch Phát Vương Phi. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc xinh đẹp, Trương Tuyết Nhân đã thu về một lượng fan hâm mộ hùng hậu và vinh dự được mời đến đêm hội Weibo năm nay. Trương Tuyết Nhân hiện đang trong thời gian ghi hình cho một số bộ phim, dự kiến sẽ được phát hành trong mùa hè năm nay. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Trương Tuyết Nhân sẽ được khán giả công nhận là một trong những diễn viên phái thực lực sau khi các bộ phim được công chiếu trong thời gian tới.